Quay mấy cảnh nó căng căng căng. Thảo đừng có để sát quá, em phải làm cho nó một lớp mỏng, em đừng có dí sát quá. Ê mà như đấy quá rồi, đấy thành một lớp ấy. Đấy, làm sao để cho nó đều vào? Làm sao cho nó đều vào? Không được có cái hở ở dưới sân. Đấy như Hiếu gà đấy. Thảo nó không biết trang luôn. Nó cứ cười á. Ở đây, cha đè ra. Lên mày. Đây mày đưa đây. Hiểu. Lên mày, đi rồi. Đi đây. Thế là mày hết, hết rồi cảnh rồi. Làm như đi. Rồi. Bây giờ là chàng làm cái thành hình vuông đi. Làm thành hình vuông đi. Bảo Hoàng dậy đâu, đang ốm nó dậy đâu, trời ơi. Đấy mọi người nhìn này, một chàng trai nông thôn chính hiệu ấy. Đấy. Yêu anh em không bao giờ lo nói. Cái bao tải kia xuống đấy. Chưa phải làm á? Nhà có chị gái mà, mình gì làm đâu. Thế Hiếu biết chị gà không Hiếu? Không biết chặt gà không? Thế cũng hiểu nó làm sao mà nó lấy được vợ nhỉ? Thế chú nhà bố vợ không bị là may chín cho bố con gà? Không, em nói luôn từ đầu mà. Con không biết gì nữa. Mọi người ạ, nếu mà mọi người xem lại những cái tập phim đầu tiên mà anh Hiếu đóng series xe ôm, những tập đầu tiên đóng với Hoàng á, sẽ thấy một Hiếu rất khác. Thôi bây giờ Hiếu vẫn nhớ là ngày xưa là ngày đầu tiên Hiếu đi quay phim, Hiếu diễn là lúc đấy là trong cái series xe ôm đấy thì Nhung đã là người yêu của Hiếu rồi, và cứ khi nào đối thoại mặt nhìn nhau tình cảm là nó không diễn được. Cho đến bây giờ thì nó chửi tất cả các em từ lớn đến bé. nó không chừa một đứa nào cả, nó chửi hết. Chưa vuông lắm em ơi. Vuông đấy. Nhìn nó mỏng mỏng ra, nhìn nó to to á. Nhìn nó dàn dàn ở bên nữa đi, khoảng hai chườm ra khoảng hai ô gạch nữa. Thảo lấy cái xốp che cho anh em. Đấy rồi, nhìn. Các bạn có nhớ cái cảnh mà buổi trưa đi chân đất ra để đào lúa. Nguyên nó nắng vãi chưởng luôn. Để nó bằng nhìn ra cái gì. Đấy cho nó to to ra. Chiến là đấy. Thực sự là bây giờ người lớn nhìn cái này thì cảm giác rất là nhặng, rất là vất, nhưng mà ngày xưa trẻ con cực thích đi như này luôn. Thích vãi chưởng luôn. Ngày xưa mình đi trước là ngắm, mình bảo đi làm sao cái đường này nó phải nào. Đi cong đi lại. Nhà ông già này ăn ít nhỉ? 50 cân lúa ăn được 3 tháng. Ba bố con. Nắng hả? Thở hổn hển đã xong rồi nhìn lên. Ồ nắng. Thôi xong mày chết rồi. Mày chết rồi. Bây giờ lắp không biết đằng nào đằng trước đằng sau rồi. Tôi thấy những có những cái thiết bị nó gọi là nó cực kỳ sáng tạo và nó cũng kém phần khó hiểu. Đừng có ấy mạnh quá, nó tóe cái gỗ ra đấy mất đấy. Tí lấy cái gì nhỏ nhỏ đệm vào đấy là được. Ăn gì vậy nhỉ? Hoặc là chọc từ dưới lên. Không đấy, vừa chọc đấy. Thôi phải lấy cái gì chêm vào. Như thế lại ngược, vậy không trang được. Chị Hoàng cái răng cho ở đấy cho chắc. Tí nữa làm lại ái rồi ôi.
sao người ta bảo nắng nghe răng rồi. Nắng nghe răng rồi. Không vừa chứ lệ. Có phải vừa. À đấy. Đây là chắc ngay. Không phải được. Nó làm một phát quạch phát tay gì hiểu. Được rồi, thế rồi. Cái đầu nó sụp bố à? Nó phải cái xe nào nó to dần đều không? To dần đều. Thế rồi nó không bị dụng dụng ra được rồi. À đây đây, tao có cách đây này, đây này. Cho nó tè ra. Nhìn cái thiết bị nó. Thôi được rồi, tưởng chừng thôi. Nó cáo, nó có cáo đâu, nó cáo luôn ra luôn. Được rồi, được rồi. Đẩy. Mình đẩy á. Ờ cái lúc mà nó bung ra thì phải cắm này này. Đẩy. Ngày xưa mua thế mà. Ờ kiểu vội quá ấy. Ừ. Nó lằn gạch như châu bầu linh. Đây là lý do mà chúng tôi không cần tập gym mà vẫn giảm cân các bạn ạ. 10 năm tập gym không bằng một ngày đi quay phim. Hôm nay về nhá, vừa nắng vừa nóng vừa nhắm. Cái này không, đừng xúc, cái này cầm. Cho miệng tải thêm một vòng vào. Vào vào. Không cần gì, nó chắc đâu. Đấy thế, cái góc này đi, tao lấy mặt này. Đấy, cà phê được bộ nhá. Quay nào, chơi. Nhanh. Tao mà đổ ra, chấm nước em. Nước em ơi. Hoàng ơi, cũng chào Hoàng ơi. Hoàng em, nước em ơi. Đây là đội trưởng đội nước. Gọi là Hoàng ướt ăn. Nắng nghe răng. Anh Hiếu còn Bố Đại có một phong cách đang rất là tông sệt tông khi mà một mặc một chiếc quần Nike cùng một chiếc áo cũng Nike. Ướt hết. Ướt ướt cái đồng lúa mà có nước nó chảy ra. Nước nó chảy ra từ đồng lúa. Thế thì chỉ có mưa to mới chảy được. Thế thôi thì cứ ướt là được, nhìn nữa. Thế bảo là hôm qua mà mưa to mà quay ở cảnh này thì nó mới nhận phạt này. Anh em ướt mưa đấy. Thế tí nữa đầu chúng nó cũng phải ướt một tí áo ướt. Chúng nó chạy mưa và... À đâu? Chúng nó có về đâu đúng không? Nó về đây ướt rồi. Ừ. Ướt là vứt đi hả chị? Không, ướt rồi thì gọi vào cho bạn Liên. Vứt đi thì gì? Phơi một lúc nó lại khô mà. Nhà các bạn có bao giờ mà phơi lúa xong lại bị ướt không? Bị ướt xong lại phơi lại vẫn được đúng không? Cái này được. Nhưng nó dễ mọc bọc á. À. Thế lúa đấy phải phơi để làm gì nhỉ? Phơi để cho nó cất được lâu. Để ăn được. Cho lùi bên trong này thì tí nữa mình làm ướt thì mình sẽ quay vào trong này, nó không bị lộ đằng này, nó không ướt. Đúng chưa? Up size cho nó sửa được. Tùy. Cả mọi người ăn thế. Bắt như em muốn ăn kiểu kia thì em gửi tiền riêng gì. Đây muốn là việc cá nhân của em, liên quan gì đến anh mà anh phải nói thế. Tao bảo thế như mày cảm thấy nào, cảm thấy kệ vào như nó. Người ta bảo rồi, cả thế giới mà cởi chuồng mình mặc quần áo thì nó cũng kinh nhanh lắm. Tí gọi nào coi. Bước phải đéo ơi, đổ cho nhanh. Thế đây mở cái nút to này ra này, mở. To nhìn chung đấy nó cũng không đủ kiểu đấy rồi. Quá rồi. Anh hiểu xong ngất rồi mọi người ạ. Đấy. Chúng tôi tuy không phải là những người nông dân nhưng mà chúng tôi cảm nhận được tất cả những nỗi vất vả của người nông dân. Thảo lại tăng nhận áp à em? Không, em mệt. Em mệt quá à? Chưa có cốc trà sữa là vã vào mồm đúng không? Cũng nhiều lắm rồi. Cũng nhiều lắm rồi. Mấy hôm nay hôm nào Thảo cũng làm một cốc trà sữa panda thêm thạch băng, 3 lần thạch băng tuyết full topping.
Đấy, full size L, size XL. Nếu mà có size 3XL nó cũng mua đấy. Nhưng mà chỉ có chỗ chúng tôi chỉ có đến size L thôi các bạn ạ. Và uống cho đã. Và đây là phim hai anh em. Và Thảo, Thảo có muốn hôm nào được nhảy xuống ao để bắt cua đấy không Thảo? Không. nếu mà có tập phim mà em ngã xuống ao xong rồi em bắt được con cua đấy em có xuống không? Cho em hẳn một cái càng luôn, một cái chân luôn. Không. Chúng tôi sắp chỉ sắp viết kịch bản cho Thảo nhảy xuống ao bắt cua hoàng đế rồi. Thảo sẽ ngã xuống ao mọi người ạ. Nếu mà chị Ấn cho biết trước là hôm nào ngã xuống ao thì chắc chắn Thảo sẽ nghỉ hôm đấy. Giày cao lên, giày cao lên. Đấy, đúng rồi, ướt cả bao này nữa. Đấy đấy, mua đi. Mua đi. Cho tập trung vào bên trong này này. Cho tập trung bên trong này nữa này. Đấy đấy. Đúng rồi, lấy giày đi. Cố lên. Không tới chiến ơi. Hoàng lấy nước đi, ra đón nước em. Ôi ơi, mày. Phải giày, vì hạt mưa nó nhỏ mà. Kìa, đón nước kìa. Nhà nào mua một lúa này và đánh một trận thì thôi rồi. Đang định hỏi là anh Hiếu ngày xưa có bị để lúa bao giờ không thì nhớ ra anh Hiếu chả phải làm gì đến lúa cả. Đây, đang chúng tôi đang xin nước. Những người nông dân của chúng tôi đang vẫn là rất chi là cần cù làm việc. Trời nắng vỡ đầu. Chúng tôi không thể biến mùa hạ thành đông nhưng chúng tôi biến được trời nắng thành trời mưa các bạn ạ. Đây này, xong rồi đổ chỗ này nữa này. Tôi đang rất lo ngại vấn đề là quay phim xong cái mấy cái cảnh này thì diễn viên của tôi lăn ra ốm. Cố lên em ơi. Không quay đến đằng đấy đâu, chỉ quay hướng vào đây thôi mà. Ôi ướt hết rồi, đúng rồi ướt hết rồi. Rồi ướt lắm rồi, ướt lắm rồi. Cho lố lúa nó trôi trôi đi, nhìn cho nó đẹp. Trôi đây, trôi đây, đổ đấy, đổ. Rồi, được rồi, trôi hết lúa rồi. Được rồi, mưa trôi hết lúa được rồi. Không, lúa là còn ở trên cây. Còn thóc thì là đã vặt ra rồi. Tôi thề. Nuôi 2 năm. Cái gọi là cái loài thực vật này nó có rất là nhiều tên gọi. Lúc còn là hạt thì gọi là thóc, gieo xuống đất thì gọi là mạ, mọc lên cây. Mạ mọc lên cái gì thì hiểu. Mạ mọc lên đầu cái cây sau cây mạ là cái chưa có bông nó mới gọi là cây gì? Lúa. Mạ xong là lúa chỗ bông. Lúa xong lúa chỗ bông. Gặt đi thì gọi là rơm. Cắt đi thì gọi là rơm dạ. Gốc dạ. Ờ đấy. Rơm là cái của phần cắt. À đấy. Rơm là cái phần là phần gốc. Đi rồi ấy. À đâu? Rơm dạ là phần gốc. Ờ dạ là gốc, còn rơm là phần trên. Rơm là phần có lúa bỏ đi rồi. Tôi thề với một cái cây thực vật mà nó quá gọi là coi như thế làm nó lắm tên gọi. Bảo sao mấy anh Tây sang Việt Nam học tiếng Việt bỏ học hết. Thảo lại xem gì? Đấy, bắt đầu xem đồ ăn ạ. Cái gì đây? Rồi mưa lắm rồi. Thôi đi vào đi, nó tắt nước rồi. Tắt nước rồi, lấy đi. Chết rồi, Hoàng chết rồi. Anh Hiếu sắp ngất rồi mọi người ạ. Anh Hiếu sắp ngất rồi. Bây giờ quay phim gọi là vớt, quay phim há mồm, nắng nóng cả ngày ngoài trời đầy nắng như này, xong rồi tầm 7 giờ mới quay xong phim mà sắp ốm sắp ngất rồi, mệt lắm rồi, không thể đi nữa rồi. Nhưng mà rủ đi uống bia cái đi luôn đấy. Chịu à?
Lô. Sao? Thôi xong hai anh em quả này về nắp đít với ông đại rồi. Để ướt hết lúa này, chết rồi. Mất lạc tả phát phải đổ cho con lúa nó trôi 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 đấy. Trôi thành trồng nó đẹp. Ok, đây, nó xuôi về nào ấy. Đúng, đúng, đằng đấy nó dốc mà. Thôi xong không hết rồi. Để một tí nước tí hai anh em còn ướt nha. À không, hai anh em không ướt mấy. Đây làm sao còn một cái đồng nữa này. Nát đít rồi. Rồi cho tí dầu đi. Ờ ướt tóc mái đi Thảo. Thảo ướt tóc mái một ít áo đi. Em ướt chỗ mái nó sẽ nhìn rõ nhất. Đấy cái chỗ đấy nó sẽ nhìn rõ nhất. Chưa ướt mấy em ạ. Thì có giọt nước nó chảy từ đấy xuống nó dễ. Thảo ướt mái đây, ướt hết mái đi, nhiều hồi mái á. Vẩy cả nước lên mặt nữa. Không, em chỉ cần ướt mái thôi, em không cần cho lên đầu em làm gì cả. Được chân đầu, trên đỉnh đầu làm gì nó không rõ, em chỉ cần ướt mái thôi. Đấy. Cho nước nó chảy 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 nước mặt búng búng nước mặt là được. Nhìn nó kinh à rồi. Rửa chân như này. Xong thì em đi về, xong em về trước. Thế Chiến về thì còn chị Dương Hoàng với Thảo. Cứ đi họp đi về họp xong tí. Thôi, đi vào thất thể vào. Được. Anh Hiếu ơi, anh ướt hết rồi, anh hát thử đi. Trời ơi, bây giờ đi kiếm cái mẹ chuối, xong về đây ta bảo. Mẹ chuối làm cho thắp nó tổ anh. Nhớ thoại phép chứ, không tưởng không nhớ thoại. Chuối để thắp nó khô hay sao anh? Mẹ chuối nó bảo chưa? Mẹ chuối nó bảo. Mẹ chuối làm cho thắp nó khô anh. Hiếu cậu ơi rồi. Rồi. Anh. Bể chuối không giúp tóc cô. Mà lót mà đít đấy. Cô đánh đưa đâu. Ôi, em khổ quá mà. Chết em rồi. Ôi, ra nhà tu về, bố lại đâu không cháu. Khổ quá thưởng rồi. Thảo nó có cái điệu lau nước mắt. Nó có cái điệu lau nước mắt thì oan vẽ trường. Gọi Hiếu. Gọi. Mặt mày phải sợ bác trưởng à. Cái góc này có cái miếu đẹp kìa. Ô tô tiếp kìa. Trong cái tóc này không mở phơi nữa, đúng mỏng mỏng à, không mở phơi để cho nó khô. Chị bà liên cho gà ăn này, chị cho gà ăn.